lại tiếp tục. Hơi trễ rồi các bác. Công nhận làm việc dỗi hết sức nha. Cái tôi mệt mới đi làm. Công dây thì cũng ở đây luôn. Cây kiềm, đem cây kiềm thử tới đâu làm tới đó. Ngoài giường cho cô bác ngắm cảnh nha. Bây giờ ra ngoài kia thì đổ trái xăng luôn. Cái công dây. Cho ra công dây bỏ nhà, lấy công dây xịn đỡ đi. Rồi, nó phát hiện rồi. Nó phát hiện rồi. Nó phát hiện rồi đó. Lũ khủ kìm máy tùm lum cho nè, còn cọng dây luôn để mình ra ngoài kia rồi mình mới gỡ để cô bác ngắm cảnh đồ chơi luôn. Mình trong nhà gỡ thì nó tới thui thấy không, cò không biết nó có đi theo không nữa nha. Nó mừng lắm đó nghe, bữa nay coi chuẩn bị mấy con kia nó rượt chạy cong đuôi nữa nè. Đồ tùm lum mùa xả của mình tốt hết hồn rồi nè. Nhìn dòng cũng chưa đốt được mấy đống này nữa. Ôi dắt này cò về kìa. Cò về. Mình tranh thủ thời gian làm được như là vừa ấp xong cái phim là mình chạy đi liền đó quá. Vừa ấp xong cái phim mà đi nhận hàng với chạy giặt đó. Đây cũng có buồn nữa nè. Tại vì mình cũng đang làm việc đó quá thôi. Khi mà mình xử lý phim, mình làm phim để up lên rồi đó là mình đang làm việc đó, chứ không phải chơi đâu. Rồi cái này cũng đang làm việc nữa nè. Làm việc này thì không có tiền, nhưng mà làm việc bên phim á thì nó có tiền. Đang làm việc đó. Khi cô bác cũng bấm điện thoại với lên máy tính còn ngồi là giải trí phải không? Còn mình lên bấm điện thoại với ngồi máy tính rồi là mình làm việc đó. Cái chạy xăng của mình đây nè. Rồi bỏ cái máy đây cho đã tính. Rồi thấy chạy xăng lại sao? Có thể chiều nay là mình phát cái khu ở ngoài này của khu ở ngoài cái mép ngoài này nè. Qua thì mình phát xong cái khu ở trong rồi. Để ở cái mép này đi, ngay cây dừa này đi. Cây dừa đẹp hết sức luôn ha, nó cong rồi quá. Cong. Tranh thủ thời gian tối đa đó, tới gỡ dây mà chưa có thời gian gỡ dây nữa. Tới đổ xăng mà chưa có thời gian đổ xăng nữa đó. Trời đẹp quá, sắp lặn rồi quá ơi. Công nhận siêu đội bếp giỏi ghê gớm luôn, bữa nào cũng làm tối hù hết trơn, mà tối hù mới đi làm. Cò giạt thì nó bay tùm lum rồi, tới giờ nó ngủ rồi. Thấy không cò? Thấy không? Cò. Theo hữu hỷ mình đó cô bác ơi. Bắt về nuôi không có ủ phí công lao, đi đâu cũng đi theo chứ. Còn mấy con chó ở nhà của mình nuôi đó cô bác ơi, nó có đi theo đâu, nuôi từ nhỏ tới lớn luôn. Còn nhỏ này bây giờ bắt nó về rồi, bây giờ đi đâu nó cũng đủ thử đi theo chứ, nó cứu nó mà. Há là bây giờ mình đang hại nó không biết. Nhiều khi hồi đó là nó, giả sử như nó mà qua đời rồi cô bác ơi, bây giờ nó đầu thai lên làm người đó. Mà ngặt cái mình cứu nó rồi, bây giờ nó vẫn còn là con chó nữa. Giả sử gì đó nghe, thành ra không biết cái nào đúng nào sai nữa đó, nó hên xui đó. Cái chạy xăng thở trước treo ở đây còn nè, cô bác đổ chạy xăng vô. Nãy đổ ngoài kia thì mình không có thời gian. Bây giờ đặt cái máy vô đây đi, rồi mình vừa gỡ cỏ rồi chăm xăng rồi luôn nha. À,
cái chân này là cái chân mới mới nhận hồi sáng luôn đó cô bác luôn. Bây giờ thí nghiệm cái chân này, bây giờ gỡ cái máy ra đi cho thôi đi, không có thời gian nhiều cô bác luôn. Mình cái bữa khác nó gì review đi. À, là cô bác muốn xem thử à. Cái này giải trí thôi. Cái này cũng mình cũng vừa làm việc trong làm việc. Rồi bây giờ gỡ ra cô bác xem này nha. Cô bác hết hồn luôn. Đó, đút cái mắt. Trời ơi, cô bác ơi, nãy giờ không biết nó dính cái nút tắt thời đời nào rồi. Tại gắp cái máy vô, gắp máy ra, nó dính cái nút tắt này, cô bác nó đụng cái nút tắt này. Thành ra rồi, không biết nãy giờ có quay dính cái chân hay gì, không quên tiêu rồi thôi đi. Okay, đi. Nói chung là để vậy đi, còn nãy giờ dính được, dính hên xui đi. 1, 2, 3, 4. Rồi, để sơ ý chút xíu ha. Không biết nãy giờ có quay dính được cái gì không. Bây giờ đổ chai xăng này vô để hồi nó đổ chân nữa. Ôi ôi, cái máy mà có mặc cái quần cho nó nữa. Cái gì chưa có cái này rồi nó đỡ dơ đó cô. Cô hổm dính nhớt tùm lum tà la mình mấy mình chứ. Chăm như cái. Rồi, ôi tối hù không thấy đường chào ở ngoài luôn, uổng quá. Nghiêng cho nó quên bản nhạc. Đây. Còn cái này treo đây nha. Treo mít trong này đi. Bây giờ này gỡ. Thôi đem đây. Cái nút nữa kìa. Cái nút điện thoại để nó rớt xuống dưới. Rồi về an toàn bà mẹ và trẻ em nha. Đợi chút xíu nha. Rồi bây giờ gỡ cái cọng dây hậu qua nè. Con quay dây này là cái vàng của cái vàng thiên lý ngày xưa đó của thôi. Bình đó dây nhỏ không mà chém chắc cũng chành ai rồi nha. Dính đã đóng cả lẹn. Kéo này cắt chứ không biết đường đâu mà gỡ luôn, nó dính đi không biết bao nhiêu ngàn vòng như này nè. Rồi có cái kìm thấy dễ dàng ha, không có cái kìm mà ngồi đâu mở từng chút. Rồi xong vậy đi không ha, mấy cò la làng là sớm dữ rồi. Bây giờ sao đây? Giờ bắt đầu đem cô bác đi chứ sao giờ? Bên này tiếp tục xài cái cọng dây xịn nữa. Cọng dây kia. Tại vì thường mở cái máy ra cô bác ơi, là gỡ cái móc đây nè, cái cọng dây nó còn dính trong cái mình. Mà cọng dây dính trong cái mình á, cái quên cái đi vô nhà. Đi vô nhà thì mang cọng dây theo, cái nhớ sực lại cái cọng dây, cái bỏ cọng dây trong nhà. Sự việc là nó là như vậy đó. Đây, bây giờ giục cái máy ra đây. Bắt đầu mình sẽ chém nguyên khu vực ở mép ngoài này nha. Tóc tai rũ rượi quá. Rồi bây giờ dẫn cô bác đi nè. Mời chắc đem cái chân ba theo, cái chân này thấy nó liệu yếu. Nó không có được chắc chắn rồi đó nha. Thì ở ngoài này có số chuối đó cô bác ơi, nhưng mà bây giờ nó gì đây nè. Chuối nè, bắt đầu bắt đắt rồi cô bác ơi. Chuối thì ở đây là chắc nó không có được tốt không. Tại đây dừa, quá dừa rồi. Nữa mình sẽ trồng ở tuốt ở cái mép dưới này luôn. Còn tạm thời thì bây giờ chém cỏ cái đã tính. Chém cái khu này, chém bứt cái dòi cỏ đó rồi bắt đầu mình dời cái máy lại đó nha. Bây giờ thì để máy dưới gốc dừa, hy vọng là dừa nó không rụng. Nó rụng cái là tiêu luôn đó. Chỗ này được chưa? Không có chỗ bằng phẳng nữa. Ngã không biết, xích vào đây chút xíu coi. An toàn bà mẹ và trẻ em coi. Rồi. Được ha, vị trí này nha cô á. Sao thấy nó cái chân này thấy không an tâm không rồi cô bác ơi. Thấy nó mềm mềm sao á.
chân này mình thấy nó không an toàn, mới đang có chân ba đi cái chân này, lỡ rồi nó rớt rồi nó hư đồ tùm lum nữa, vì sự nghiệp quay phim rồi xong hết quá vậy đi ha. Để xuống mình tàn phá cái khu vực này, rồi xây cái này được chưa, qua đây chút xíu đi cô bác ơi, qua chút xíu này vậy đi, vậy đi, chắc này mình nói chuyện có nên đó. Rồi, đi nha. Tối hù à. Lá lú tùm lum chém chằng ai đó chứ không phải dễ đâu. Thà mà nó trống lỏng dễ chém. Còn lá, cây, nhợ tùm lum là chém cũng khó rồi. Chém ốc ở đây cái cây. Rồi. Mới chém cái đường này nữa. Cái trái dừa hư. Không biết bắt nguồn từ đâu đó. Lứa B40 gì ô tùm lum thứ. Kéo le. Bóp cái nấm xăng. Lên ga. Giật. 1 2, nãy quên về cửa dưới ha, 3 4, kéo le chém khủng bố. Rồi, thì dẫn cô bác theo. Cô bác nghe chứ em nghe, đi đâu phải dẫn theo vậy đó. Dính lòng thòng lên thến. Phải sao dính này. Giờ hồi giờ các bạn cấm bắn cò của mình bây giờ còn đâu. Bây giờ đem để ngoài này đi, chứ trên đó thì chưa để được, con đó còn quá sát cỏ rồi. Được. Vào cái khu vực đó là chẳng ai đó, cỏ dữ dằn luôn quá, ôi dày bịch luôn nè, dữ dằn không thấy lối vào luôn. Định chém hết cái khu này, cái để cái máy lên này, cái chém dài lên trước mà không được rồi, dính cỏ quá xá rồi. Giờ để cô bác ở dưới này, nhắc này ở tuốt cái dưới ruộng luôn nha, rồi lỡ rồi quay ruộng cô bác xem luôn, đồng ruộng mênh mông nè cô bác ơi. Lúa mọc quá sa mọc ha. Lỡ rồi cho cái máy mình nó nghỉ chút xíu đi, đỡ tốn 35.000. Lúa nè, cây chút 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 không nè. Đây nè cô bác,
giống phiêu hình quá ha. Đây nè, chưa được gan nữa. Xíu rồi. Lưa thưa mà không đến nổi. Cái này chắc có xả lợi của... Tại vì thường người ta xả, ví dụ như người ta xả một công khoảng chừng bao lúa đi, thì người ta ngâm khoảng một bao mốt. Giả sử gì đó có gặp trời mưa, cái bắt đầu người ta xả dặm lợi. Có nghĩa là xả buổi sáng mà gặp mưa đó, cô bác ơi, mưa rồi đó. Bắt đầu chiều người ta đem lúa giống dư đó người ta xả thêm. Còn nếu không thì giống đó người ta phơi lại cho gà vịt đồ ăn, xử gì đó nha. Tại vì cái tình trạng mưa thì gặp hoài. Rồi đó mình xả lúa cũng vậy, cũng ngâm cho nó dư dư vậy đó. Chứ thôi là mưa bữa hổm là nó trống lỗng hết trơn. Rồi, chắc này để cái máy đây nha cô bác. Bây giờ cô bác ngồi ở trên bờ đê đi nha. Rồi, xoay qua đây chút xíu coi. Nghe em hát câu dân ca, sao mượt mà lòng anh thương quá. Rồi vậy đi. Rồi vậy đi nha. Rồi mình chén dài dài tới nhưng mà chưa đâu. Chắc là còn gỡ một đốc cỏ này nữa nè. Cái vũ khí thì bỏ trong kia rồi. Đi vô lấy cái vũ khí nữa coi. Có gì đâu mà quạch xa rồi. Dây leo của bác, mấy cái dạng dây leo này là nó dính cà nhựa, cà nhựa. Cái này ở không mà đốt hết mấy cái này cho nó gọn ghẽ rồi. Chứ mấy cái lá lú này tùm lum này chém chẳng ai. Lá dừa đâu nè. Đổi tùm lum hết. Có hù rồi đó, chắc này ông mặt trời ông đi ngủ mất tiêu rồi đó. Giỏi hết biết ha. Mặt trời đi ngủ mới làm việc. Làm việc cái tới tối hù mới vô. Hồi vô giỏi quá xá giỏi luôn. Làm việc tối hù mới vô. Hồi nó dính nè. Dây nhẫn lòng đồ tùm lum chơi nè. Mấy nhẫn lòng đồ mà khô quá cô bác ơi. Nó dai dữ trời lắm. Cái dây nhẫn lòng á. Không có cái kìm này cũng gỡ chằng ai đó. Có dễ thôi. Hên. Có đem theo vũ khí. Nó đây nè, nó nặng máy nè, hồi chết máy luôn. Bây giờ bỏ túi ra. Túi này bỏ cái mic rồi, bây giờ bỏ thêm cái ấy nè. Mic còn quan trọng không? 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Rồi. Rồi. Bây giờ ở trên chém xuống nè cô bác. Ở trên chém xuống thì nó an toàn hơn. Còn mình đứng ở dưới thấp có cây cối gì nó văng nó nguy hiểm lắm. Nó văng đầy mặt chân hiểm lắm. Cái này đáng lẽ còn phải đeo kính bảo hộ nữa của nó văng vô cái mí mắt mình nhắc chứ. Nhưng mà kệ, đem nó đeo nó lùm xùm quá. Bây giờ lên trên chém xuống rồi của bác ơi, cho dưới chém lên ghê quá. Trên này chém xuống phá một cái con đường máu mình đi luôn. Phá rồi nó lúc hết trơn rồi của bác ơi, khỏi cái đầu gối mình luôn. Giờ mở một con đường lú gì tùm lum chưa. Mấy cái lá chuối khô này nó dính dữ lắm nè, dục nó vô trong, trong chém rồi. Mở một con đường đi tới nha. Máy còn quay không biết. Chân ga nè. Xong rồi đại dương ơi, đống cỏ rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà cỏ nó không sức vậy. Mở con đường này chẳng ai nha. Chạy dưới sông thì dính bọc mà trên bờ thì dính cỏ.
ngắt chân không vuột ra được. Chạy gà cũng lớn lắm rồi đó, để cho nó hút luôn mà nó hút vào không được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gần hết thấy đường rồi. Bữa nay mình làm ở ngoài này thì sáng sáng hơn mọi bữa được một chút. Như ánh mặt trời mà. Giật.
tăng 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 rồi xong rồi cô bác ơi, nhưng mà cái thành quả bữa nay thì chắc ngày mai cô bác mới xem được, chắc này thì tối hụt rồi, chắc không còn thấy gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Rồi bây giờ cúp cúp cái máy xuống chút xíu coi xem nè, đẹp trai đẹp gái chưa. Giỏi ha, bữa nào làm cũng tối hù, mà ra làm có 15 phút vô rồi. Nó tới đây nè. Nó cũng như bữa nay hớt tóc được khúc này đó, ngày mai hớt tóc được khúc kế tiếp nữa nha. Bữa chút chút, nước chảy đá mòn mà. Còn không biết nó đi. Kìa, nó đằng đó kìa. Phố lên đèn rồi đó. Vô. Quốc ơi. Xe xăng thì bỏ đây đi, còn được chút xăng. Mà tôi lỡ gì chứ mình sẽ mượn. Ở đây đi. Gọn nó ở đằng kia đây. Nó khoan có rồi, đi gỡ cái chân ra. Cho nó gọn ra coi, sách rồi thôi. Tình tan nè. Gỡ cái chân ra nó gọn cái máy được chút. Rồi, vô nha. Tôi sách cái máy nè. Gườm gã chút xíu. Vô thôi. Giỏi quá mà. Làm chút béo. Cái gì chắc cũng nhiều lắm cô bác ơi. Mằng cỏ là nãy giờ chắc được chừng thước hai thước à. Nhưng mà chém thì nó mau. Mằng cỏ thì nó lâu lên hơn. Chém cỏ thì nó mau lên hơn. Rồi đó thì có ông cụ mình nó mằng cỏ vòng vòng vườn nè. Nhưng mà cỏ mà cô bác ơi mằng biết chừng nào mới hết. Một là xịt, hai là chém cỏ cho mằng. Cái vườn rộng rộng gì mà mằng. Ngủ gục. Vô. Thấy đường thấy xá gì trơn. Đuổi quá mà. Con cò chắc là ngủ trơn. Đi còn chắc là không thấy đường mà đi. Cuốn lên đèn đó của con. Khi phố nhỏ lên đèn chìm dần trong đêm, lành bước chân đơn bóng đường chân. Này cạo cái máy đồ lên. Đèn cảm ứng của bác thấy nó phật lên nè. Đó. Đã không? Khỏi thằng bật công tắc. Cái máy xuống cái cả. Đó, cái móc ra cái cả. Cái này cũng giống như tù nhân mà bây giờ mà gỡ được xiển xích nữa. Phải biết nhiêu không? Đi. Cái cọng dây này, cọng dây xịn tháo gỡ ra bỏ ngoài cái cả. Đó đi, cho nó an toàn mà mẹ thì trẻ em. Cái gậy thì tháo ra rồi. Nhỏ nè. Rồi. Xong, xuồng thì còn bỏ ngoài này. Cái máy nó hết ngóc lên luôn. Có cái xuồng còn không? Nhiều khi quay cái bữa nay cái xuồng mất tiêu luôn. Rồi chắc này chuẩn bị kéo cái xuồng luôn lên. Rồi tắm rửa rồi. Rồi cho con ăn uống gì đó lộn lộn. Rồi. Tham vô nha. Rồi. Vậy là phim của mình đây là kết thúc. Cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Rồi, nhận lời cô bác ơi.